Man City quả thực đã gặp nhiều khó khăn trước Tottenham khi phải thi đấu trên sân khách. Tuy nhiên, đúng với bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đoàn quân của Pep đã biết cách giành trọn 3 điểm. Đúng với tính chất của trận đấu, cả hai đội đều nhập cuộc hết sức thận trọng. Phút 16, cơ hội nguy hiểm đầu tiên xuất hiện. Phil Foden có cơ hội dứt điểm cận thành. Tuy nhiên, cú sút của ngôi sao Man City đã bị cản phá bởi sự xuất sắc của thủ thành Vicario. Những phút sau đó, cả hai đội đều thi đấu chậm và không có cơ hội nguy hiểm nào được tạo ra. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Bước vào hiệp 2, không bất ngờ khi Man City dồn đội hình lên tấn công. Thành quả cuối cùng cũng xuất hiện, phút 51, De Bruyne thoát xuống thuận lợi trước khi tung đường căng ngang như đặt cho Haaland ghi bàn mở tỷ số. Bị dẫn bàn, Tottenham đẩy nhanh nhịp độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Cơ hội đã đến với Tottenham, phút 74, Kulusevski đặt mình vào vị trí tuyệt vời trong vòng 5m50. Thật tiếc khi cú sút của cầu thủ Tottenham đã không đánh bại được Ortega. Phút 87, cơ hội 10-10 đến với Tottenham khi Son Heung-min đối mặt khung thành. Tuy nhiên, tiền đạo người Hàn Quốc tỏ ra quá vô duyên. Có cơ hội nhưng không tận dụng được, Tottenham đã phải trả giá khi ngay sau đó nỗ lực của Doku mang về cho Man City một quả penalty. Phút 91, Haaland đã không mắc sai lầm nào để nhân đôi cách biệt cho đội khách. Sau trận đấu, Pep Guardiola thở phào nhẹ nhõm và nói, đó là một trận đấu quá khó khăn. Chúng tôi biết nó sẽ như vậy, họ chơi với rất nhiều niềm kiêu hãnh, mãnh liệt và thật khó để đối đầu với họ. Spurs trong tương lai sẽ trở nên khó tin nếu họ gắn bó với huấn luyện viên Postecoglou. Chúng tôi đã có cơ hội trong tay ở trận đấu cuối cùng. Bây giờ tôi bình tĩnh nhưng đang nghĩ về Michel Antonio, Jarrod Bowen, James Ward-Prowse. Chúng tôi biết chúng tôi đang chơi vì mục đích gì. Sự căng thẳng là có, sự ganh đua rất tốt. Đó là lý do tại sao nó khó khăn, chúng tôi biết điều đó. Chúng tôi sẽ có một ngày nghỉ, hai ngày nghỉ để chuẩn bị và sau đó chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Thực tế Manchester City đã có một trận đấu khó khăn trước Man City, đoàn quân của Pep Guardiola cũng đã phải nhờ đến may mắn mới có được chiến thắng này. Khi nhìn vào biểu cảm của Pep Guardiola sau pha bỏ lỡ của Son Heung-min, người hâm mộ có thể thấy được điều đó. Đối với Tottenham, thất bại đồng nghĩa với việc họ không còn đủ điều kiện tham dự Champions League mùa tới. Khi Aston Villa giành được vị trí cuối cùng trong top 4 sau Liverpool, Arsenal và Man City, Man City sẽ chính thức lên ngôi ở vòng đấu cuối cùng nếu họ đánh bại West Ham tại sân vận động Etihad. Cơ hội vẫn còn với Arsenal, tuy nhiên nó chỉ đến khi Man City mất điểm trước Bố Tạ. Loạt trận đấu cuối của ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào cùng 1:22 giờ ngày 19 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Nếu Man City lên ngôi vô địch, họ sẽ đi vào lịch sử với lần lên ngôi thứ tư liên tiếp.